Hello mọi người, hôm nay Lam sẽ review cho các bạn về chiếc máy thần thánh hàng của Trung Quốc và hàng Việt Nam. Thì Lam sẽ nói về ưu nhược điểm từng loại máy như sau. Thì mời các bạn coi video nhé. Vâng, các bạn ơi, trong tay Lam đang có hai chiếc máy. Nhìn vẻ bề ngoài thì nó giống nhau đến 98%, giống nhau dã man luôn, từ cái chất liệu cho đến cái ngoại hình, cái vỏ, rồi cái động cơ của máy, nghe nó giống hệt nhau luôn các bạn ạ. Nhưng chúng ta phải dùng hai máy một lúc thì chúng ta mới cảm nhận được nó như thế nào. Thì Lam chia sẻ như sau: máy của Việt Nam ấy, khi chúng ta đánh ấy, cái độ mút mực nó rất là tốt. Còn máy của Trung Quốc, khi chúng ta đánh ấy, cái độ bám mực nó sẽ kém hơn. Thì nó kém như nào? Cảm giác như là chúng ta đang sử dụng cây kim, nó bị trơ, đánh nó hay bị bật máu ấy, và nó không bám mực bằng cái máy của Việt Nam. Đó, nó chỉ khác nhau như vậy thôi. Còn cái ngoại hình thì nó giống hệt nhau các bạn ạ. Đó, phải là một cái người thợ, có nghĩa là cùng trải nghiệm thì mới biết được các bạn ạ. Thế nên là Lam xin chia sẻ đó là chúng ta hãy mua hàng của những cái shop bán dụng cụ ngành xăm uy tín. Đó, còn bình thường hàng nội địa của Trung Quốc rất là tốt. Ví dụ như là máy Samsung thôi, máy Samsung cũng sản xuất tại Trung Quốc thôi. Còn